棒。贝贝丁。Xin chào cá mập con, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vui gì đây? Oh wow, nhìn kìa, có một hộp kho báu nè. Không biết bên trong là gì đây? Cùng mở nó nào. Wow, là những quả trứng đầy màu sắc. Không biết những quả trứng này thuộc về ai nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào quả trứng này. Wow, có vẻ như đó là một quả trứng khủng long. Nếu là một loài khủng long có chiếc bờm màu vàng giống như con gà. Aha, là Gallimimus. Wow, bạn nhanh thật đấy. Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus. Wow, cá mập Gallimimus về nhất rồi kìa. Mình biết ngay mà. Xin chúc mừng cá mập Gallimimus. Chắc tất cả đều là trứng khủng long. Chúng ta sẽ xem quả trứng nào tiếp theo đây. Wow, có 3 chiếc sừng khỏe và sắc nhọn. Các bạn có biết đây là loài khủng long nào không? Đúng rồi, đó là Triceratops mạnh mẽ và vĩ đại. Triceratops, tu 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 tu, Triceratops. Do 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 do, Triceratops. Do 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 do, Triceratops. Cá mập con giờ chỉ biết ăn cỏ thôi. Kể từ khi biến thành Triceratops, đó là vì chúng là loài động vật ăn cỏ. Có ngon không nào? Tiếp theo ta sẽ biến thành loài khủng long nào? Loài khủng long nào có hộp sọ dày và cứng? Đúng rồi! Đó là loài Pachycephalosaurus. Pachycephalos, du 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 du, saurus, du 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 du, Pachycephalos, du 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 du, saurus. Hộp sọ cứng thật đó! Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ đến với quả trứng cuối cùng. Bạn có nghĩ đó là một con khủng long đáng sợ không? Sợ quá đi! Đó là T-Rex, vua của các loài khủng long. Mọi người, chạy mau đi! T-Rex, tu 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 tu, T-Rex. T-Rex. Cá mập T-Rex đang đuổi theo đàn cá kìa. Gallimimus tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Pachycephalos tu 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 tu, T-Rex. Cá mập con, bạn thấy biến thành khủng long như thế nào nè? Bạn có vui không? Lần sau hãy biến thành nhiều thứ thú vị hơn nhé. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.